Các khoản đóng góp đầu năm tại trường học ngoài việc mua các trang thiết bị thì đó cũng là nguồn thu quan trọng để sửa chữa các hạng mục công trình xuống cấp, các phòng học bị hư hỏng, không đảm bảo an toàn. Thế nhưng mà vẫn có những em học sinh phải học ở trong những phòng học tồi tàn cũ kỹ và rồi phải hứng chịu hậu quả từ những vụ tai nạn đáng tiếc. Trường hợp vừa mới xảy ra hôm qua tại trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Đống Đa, tỉnh Lâm Đồng là một ví dụ. Sáng nay, bác sĩ Nguyễn Đức Thuận, giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng cho biết tình hình sức khỏe của các em học sinh gặp nạn tại trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Đống Đa đã dần ổn định. Tuy nhiên, để yên tâm thì các bác sĩ phải tiếp tục theo dõi và điều trị cho các em trong 2-3 ngày nữa rồi mới cho xuất viện. Trước đó, 11 em học sinh nhập viện cấp cứu trong tình trạng bị tổn thương phần mềm và chảy xước. Vụ việc xảy ra khi các em đang ở lớp học tầng 1 thì bị những mảng tường, bê tông và bàn ghế tầng 2 bất ngờ sập xuống rơi vào người. Tại hiện trường, sàn phòng học lớp 6A4 nằm trên tầng 2 rộng khoảng 20m², thủng một lỗ lớn. Ngay lúc đó, các giáo viên cùng phụ huynh đã đến đưa các em ra khỏi đống đổ nát và đi cấp cứu. Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Đống Đa được xây dựng cách đây 60 năm, hiện đã xuống cấp nghiêm trọng. Nhà trường cho biết đã nhiều lần báo cáo phòng giáo dục và lãnh đạo thành phố Đà Lạt về tình trạng xuống cấp này và đề nghị có phương án sửa chữa, nhưng đến nay vẫn chưa được thực hiện.